Hello mọi người, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với video này của mình. Nếu như các bạn đang xem cái video này thì các bạn hãy bấm cho mình một like, một share cũng như là một subscribe bên phía dưới, bởi vì mình đã phải mất 2 tiếng để set up cái góc quay này. Mình cứ set up đổi hết từ góc bên này, góc bên này, góc bên này ở tất cả các góc trong phòng của mình rồi. Thì mình thấy là đa phần những góc đó thì mình đã từng quay rồi. Và mình không thích cái điều đó, vì là mình không muốn lặp đi lặp lại quá là nhiều. Chính vì vậy cho nên ngày hôm nay mình mới ở một cái góc mà có thể gọi là mới ở cái video của mình, nhưng mà vẫn ở trong cái studio này của mình thôi. Và như mọi người đã đọc ở tiêu đề thì ngày hôm nay mình sẽ unboxing cũng như là review cho bạn một local brand mà mình đã review nó cách đây khoảng 2 năm. Và chắc là các bạn cũng đã biết được cái local brand nào rồi. Đó chính là Toby Streetwear, cũng là một trong những cái local brand mà mình đã tới đó để quay video và vlog lại cho mọi người. Và nếu như các bạn chưa xem thì các bạn có thể bấm vào phần chữ Y ở bên tay trái này để xem lại cái video về mình đi mua đồ tại local brand. Và ngày hôm nay thì mình sẽ unboxing cho các bạn những cái món đồ mới, hoàn toàn mới của Toby Streetwear mà họ vừa mới gửi cho mình, và cũng như là một cái giveaway ở tại Instagram của mình. Các bạn có thể vào Instagram của mình để biết thêm về cái thể lệ giveaway, bởi vì là những cái phần quà đó thực sự rất là hấp dẫn. Và không nói nhiều với các mọi người, đây là cái packing mà Toby đóng gói gửi cho mình. Thì mình sẽ để tạm vào đây. Thì đây, theo như mình được biết thì đây là một cái backpack, một cái ba lô của Toby Streetwear. Mình sẽ để tạm dưới nhá. Có thể các bạn xem đến đây thì các bạn sẽ nghĩ là bên trong này sẽ đựng đồ ăn, nhưng thực ra không phải đâu, mà nó đựng toàn đồ thời trang, quần áo thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Ok. Yeah, bên trong này chúng ta có một packing, hai packing, một cái packing nhỏ nữa. Thực ra thì ở trong này ý, có những cái đồ gì thì mình cũng chưa hề mở ra đâu. Mình vẫn giữ nguyên seal, mình chỉ bóc ra xem, kiểm tra xem là có đủ đồ hay không thôi. Và cuối cùng là một hai chiếc hộp rất là to. Và hai cái hộp này khá là to và nặng. Chắc là mình sẽ unboxing hai cái hộp này trước đó. Bây giờ thì chắc là mình sẽ phải lấy cái kéo để cắt nó ra. Và vẫn như ngày xưa, rất là lâu rồi, Toby Streetwear luôn luôn chăm sóc về cái packing cũng như là cái đóng gói của sản phẩm để nó khi mà đến tay người dùng các bạn ở xa ấy, nó luôn luôn được trọn vẹn và giữ tốt nhất. Thì ở đây có bọc thêm một số những cái mút, gọi là mút không khí để cho nó tránh bị móp hộp. Cái mút này một lát nữa mình sẽ có một cái trò rất là hay ở cái mút này luôn. Và cái trò mà mình muốn nói với cả mọi người ấy, đó chính là cái này. Cái này các bạn có thể bóp như này. Mình sẽ dí sát nó vào micro để cho mọi người có thể cảm nhận được cái độ phê của nó như nào. Ok. 2000 years later. Bây giờ chúng ta hãy cùng quay trở lại với hai chiếc hộp này. Hai chiếc hộp này đựng gì thì thực sự mình nói thật với cả mọi người luôn là mình vẫn không biết bên trong hai cái hộp này đựng gì. Và những cái mà mọi người đang xem thì chắc chắn là những cái cảm xúc thật, những cái cảm nhận thật nhất của mình mà mình muốn chia sẻ nó với cả mọi người. Và đây là một cái tag hologram. Theo như thông tin của Toby Streetwear ấy, thì cái tag này nó có thể là đánh dấu đây là chống hàng fake. Bởi vì là thực sự thì local brand bây giờ cũng có fake nha mọi người ạ. Mọi người nên cẩn thận khi mà mua local brand. Mình tên là Hữu Đạt mà, cho nên là sẽ có Hữu Đạt ở đây. Và ở dưới này có đánh dấu sai. Ở đây là một cái tag cũng khá là đẹp, mình có thấy khá là hay. Có thêm những cái tọa độ của Toby Streetwear ở đây và mã QR code. Ayo, open. Oh, lại là một cái packing nữa, một cái giày gói. Rất là, đây là một cái chiếc jacket, một cái giày gói khá là chất lượng. Những cái giày gói như kiểu là giày gói giày ấy. Bên trong này có những cái logo họa tiết của Toby Streetwear. Thực sự là một cái sản phẩm mà mình thấy là về cái packing của họ khá là tốt rồi. Hello Hữu Đạt, nhân dịp ra mắt sản phẩm Toby Streetwear gửi tặng bạn packing varsity jacket, pen, hoodie. Chúc Đạt luôn vui vẻ hạnh phúc trong cuộc sống nha. Toby sẽ rất là vui nếu như bạn lắp this item lên outfit và report lại cho chúng tôi. Ký tên Toby. Yeah, cảm ơn Toby rất nhiều về món quà
thực sự rất là respect Toby. Ở bên trong này chúng ta có một cái rất là hay, đó là cái viên kẹo. Từ từ chắc là mình sẽ bóc viên kẹo ấy ra ăn luôn này. Là một viên kẹo chanh, nói cho nó ngọt giọng. Bây giờ đến vãi cùng quay trở lại với chủ đề chính, đó chính là chiếc Varsity Jacket. Mình sẽ bóc từ từ nó ra, đóng gói rất là cẩn thận. Cái cảm nhận đầu tiên khi mà mình chưa mở nó ra ấy, là mình thấy là cái chất vải nó cũng khá là ok. Chất vải sờ vào khá là thích. Về cái tag của sản phẩm thì ở mặt trước có in chữ Toby, biểu tượng là một con gấu, được design khá là chất lượng cao. Ở những cái tag Toby được ra mắt từ năm 2015, những cái information thôi. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra để show cho bạn xem về toàn cảnh của form áo cũng như là những họa tiết của form áo này. Oh my god, đây là một chiếc áo Varsity Jacket mà mình thấy nó rất là đẹp. Khi về cái cảm nhận của mình khi mà mình cầm nó trên tay ấy, là mình cảm thấy nó hoàn thiện khá là tốt. Cái độ hoàn thiện của nó thì khá là tỉ mỉ đấy. Mình thấy là những cái đường may nó cũng rất là chất lượng. Và về cái thiết kế của sản phẩm thì chúng ta sẽ được làm bằng hai chất liệu, bao gồm ở đây là dạ và ở đây là bằng da. Nhưng mà da này mình thấy là da sần, cho nên là các bạn yên tâm là về cái việc nổ của nó thì cũng rất ít khó có thể xảy ra. Không biết các bạn có thể nhìn thấy ở đây không, nhưng đây là một sản phẩm là da sần, cho nên là cái việc nổ của nó ấy cũng sẽ bị giảm đi rất là nhiều. Và đối với những cái da PU ấy, hay nói cách khác là cái da đều ấy, thì thường là nó sẽ nổ phần này rất là nhanh. Nhưng mà cái phần da sần này ấy, mình chắc chắn các bạn có thể mặc được khoảng 4-5 mùa, 3-4 mùa nó mới hỏng được cái áo này cơ. Nhưng mà thậm chí là nếu như các bạn giữ như mình thì có thể mặc được cả đời, nó không bao giờ hỏng được cái da này. Vì cái da này các bạn cần phải bảo quản cũng như là phải giữ nó kỹ càng, bởi vì là nếu không thì nó sẽ hỏng. Về cái chất liệu dạ này là một cái chất liệu dạ bông. Cái chất liệu dạ này mình nghĩ là nó cũng khó có thể bám bẩn được. Nó là một cái chất dạ mịn. Nó là một cái chất dạ mịn. Ở đây thì mình cũng đã từng sử dụng những cái Varsity Jacket khác rồi, thì họ làm cái chất liệu dạ rất là đều. Mình không tiện nhắc tên ở đây, nhưng mà cái chất liệu dạ đấy của họ ấy, khi mà các bạn mặc vào nó sẽ bám bụi rất là kinh. Còn cái này thì mình chưa test đâu, nhưng mà mình chắc chắn là nó cũng sẽ giảm thiểu được cái sự bám bụi ở trên cái chiếc áo dạ này. Ở mặt trước chúng ta sẽ có in cái logo là TB dập xù ở đây. TB là cái signature của Toby Swiss Square thôi, không có gì gọi là đặc biệt cả. Và cái điều mà thực sự rất là chất lượng ở trên cái áo này, đó chính là phần cúc áo. Các bạn có thể thấy phần cúc áo có in chữ, có khắc laser chữ Toby ở đây. Và thực sự là Toby Swiss Square có những cái signature nó khá là ngang tầm với cả thế giới luôn. Và thực sự là những cái sản phẩm global khác ấy, thì cũng ít đưa những cái signature chi tiết nhỏ nhỏ như này vào đâu. Ở mặt bên trong chúng ta sẽ có một cái tag bằng da, in chữ Toby, khắc chữ Toby nổi ở đây. Thực sự rất là chất lượng. Và có nguyên một cái tag bằng da này luôn nhá, để cho các bạn treo áo như này nó không bị hỏng áo. Thì về cái cách treo áo này thì mình sẽ làm hẳn một cái video riêng về cách treo áo của từng loại áo như nào sao cho nó không bị hỏng. Mình sẽ mặc thử chiếc áo này lên để xem là cái form áo của nó như nào. Oh my god, đây là một chiếc áo. Wow, các bạn có thể thấy là cái chiếc áo Varsity Jacket này mà mình mặc lên ý, nó cái form áo nó cho ra cũng khá là đẹp đúng không? Và mình thấy là cái form áo này nó đúng chuẩn là một chiếc Varsity Jacket. Số và mình đã từng sử dụng qua đại đa số những cái Varsity Jacket ở trên thị trường rồi, thì mình rút ra được một kinh nghiệm, đó chính là những cái Varsity Jacket đẹp ấy là thường là nó sẽ có một cái form nó hơi ôm vào mọi người một chút. Ví dụ đây là một chiếc áo này có một cái form chuẩn là form ôm mọi người. Có những chiếc áo mà nó không ôm ấy thì mặc nó sẽ bị như này. Đấy, mặc thường nó sẽ bị doe ra như này, bị gọi là bị vẩy ra như này. Đấy, ở phần này và ở phần này cũng sẽ vẩy ra như này, nó không ôm sát vào như này đâu của mọi người đâu. Mình mặc áo này thì nó cũng khá là thoải mái. Ở phần da bên này rất là đẹp, rất là chất lượng. Mặc dù là nó không phải là da bóng, nhưng mà cái da sần như này ý, nó sẽ bền hơn và nó sẽ tạo được mọi người một sự gì đó bụi hơn rất nhiều. Ở phần cánh tay có in cái logo gì đây mà mình không biết được nó là cái gì. Nếu như mà Toby Swissgrad có xem được cái video này thì hãy giải thích cho mình xem là cái phần ở cánh tay này nó là cái gì, bởi vì mình nhìn ở đây nó cũng vẫn không phải là cái phần chữ TB. Đây là một chiếc áo Varsity Jacket Âu, cho nên là cái form áo nó khá là rộng. Mình mặc ở đây là size L. Mình nghĩ là nếu như mình mặc size M thì nó có vẻ sẽ đẹp hơn rất là nhiều, nhưng mà không sao. Mình cũng thường xuyên hay mặc rộng mà, cho nên là không thành vấn đề. Ok, mình đứng ra xa cho mọi người có thể cảm nhận rõ.
Thực sự là mình thấy đây là một chiếc varsity jacket khá là đáng tiền. Ở bên hai bên này chúng ta sẽ có, và ở hai bên áo này chúng ta sẽ có hai cái túi ở đây bằng zipper. Đối với những cái sản phẩm khác thì ở đây sẽ là không túi, không có zipper, nhưng mà ở varsity làm zipper để cho các bạn tránh trường hợp bị rơi đồ. Sản phẩm này thì mình thấy là nó có thể giữ ấm khá là tốt. Mình mới mặc một lúc thôi mà cảm thấy nó đã khá là nóng rồi. Quên không nói với cả mọi người, bên trong này chúng ta sẽ có một cái zipper, một cái túi bên trong nữa, nhưng mà được làm bằng zipper để cho các bạn tránh trường hợp bị rơi đồ. Đây. Đó. Không những tạo cho mọi người một chiếc áo đẹp mà còn tạo cho mọi người một cái sự cẩn thận, một sự cầu toàn gì đó ở trên chiếc áo này. Mình cởi ra ở đấy nhưng mà mình thấy là mình mặc áo đẹp quá, chắc là mình sẽ mặc luôn cái áo này để quay video cho mọi người ở trong cái video này. Ok. Về cái sản phẩm tiếp theo, mình thấy là đóng ở trong cái hộp này mình nghĩ là cũng sẽ là áo đấy. Bây giờ thì mình sẽ mở nó ra. Ấy yo. Ui giấy kẹo. Sticker. Bên trong này lại là một cái áo varsity jacket nữa. Hết rồi, sản phẩm packing chỉ có như vậy thôi. Ta-da. Oh my god, đây là một chiếc áo varsity jacket mà làm hoàn toàn 100% bằng vải nhung. Mình thấy đây là một cái vải chất liệu là nhung sợi tăm. Mình không biết đây có được gọi là varsity jacket hay không, hay nó là một chiếc áo jacket bình thường thôi. Bởi vì là varsity jacket chuẩn ấy thì nó được sản xuất bởi hai chất liệu, bao gồm là chất liệu dạ và chất liệu da, hoặc có thể là phun dạ, phun da, thì nó được gọi là varsity jacket. Đấy là theo những cái kiến thức mà mình đã tìm hiểu ở trên Google. Thì cái phối màu của nó ở đây là bao gồm là hai màu, ở đây là màu đen và màu kem. Có in khá là nhiều những cái họa tiết nó nghịch nghịch. Ở đằng trước chúng ta sẽ có một cái logo của Toby. Và cái hình, nếu như mình không nhầm, ở đây là một cái chiếc xe ô tô, và ở dưới sẽ là một cái racing. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một cái hình graphic rất là to, đó chính là Toby Racing. Thực sự đây là một cái detail cũng khá là trẻ con, khá là nghịch ngợm. Và ở hai bên này các bạn lưu ý là nó sẽ vẫn được bằng chất liệu bằng nhung sợi tăm. Nó sẽ là hơi có những sợi tăm nhỏ như này, và có những cái logo kiểu như là Racing Boy thật sự luôn. Nếu như cái áo này mà mặc với cả những các bạn nào đi của mô tô hoặc là những cái xe công thức F1 ấy, thì mình không biết phải dùng từ gì để chê vì là nó khá là hợp. Nhưng mà mình sẽ cố gắng biến nó theo một cái cách nó street style nhất có thể, và theo cái phong cách của mình, ok. Và ở mặt trước, ở cái cúc này, ở khuy áo này thì vẫn sẽ có cái logo khắc laser của Toby. Bây giờ thì mình sẽ mở ra xem bên trong nó như thế nào. Oh my god, bên trong nó sẽ được lót bằng một cái lớp khác nữa. Và theo như mình cảm nhận đây thì nó sẽ có một cái lớp lông mỏng nữa để có thể giữ ấm cho các bạn. Nếu như mà chỉ may hai lớp không, lớp ngoài và lớp trong, thì có thể nó sẽ không giữ ấm được. Một chiếc áo varsity jacket rất là đẹp. Ok không? Các bạn có thể thấy nó có một cái độ trẻ trung gì đó hơn so với cái chiếc áo kia không? Mình thấy là nó trông chơi hơn rất là nhiều. Ví dụ nhá, ví dụ những cái như này mà đội thêm những cái mũ bảo hiểm full face vào ấy, hết nước chấm, không có gì để chê cả. Mình có một cái lời khuyên cho các bạn là mặc áo này ấy, là cũng nên cẩn thận một chút về cái phần tay áo này. Bởi vì là cái tay áo này nó bằng vải nhung. Bởi vì là vải nhung thì rất là khó vệ sinh, nếu như mà bị bẩn rồi thì khả năng mà có thể vệ sinh lại được như cũ rất là ít. Cho nên là các bạn hãy cẩn trọng khi mặc cái chiếc áo này nhá. Và mình thấy ở đây là một cái chữ là +84SG, có nghĩa là +84 Sài Gòn, ở tại Sài Gòn, bởi vì là Toby xuất phát từ Sài Gòn mà. Bây giờ thì mình sẽ unboxing cái sản phẩm tiếp theo. Bên trong này là cái gì mình cũng chưa định hình rõ, nhưng mà mình thấy là cái package của nó có ghi ở đây là tôi làm từ bột sắn. Có nghĩa là cái chiếc túi này được làm bằng bột sắn. Oh my god, mình ngửi mà. Đúng rồi, cái mùi bột sắn, mùi nó hơi kiểu khác khác một chút của bột sắn. Đúng là bột sắn thật. Ở bên này thì có ghi những cái thông tin thực sự rất là bảo vệ môi trường. Như là ở đây là sống đẹp mặc xanh. Thực sự là những cái detail mà mình chắc là chỉ có mỗi Toby Swiss Grey làm ra thôi. Bởi vì là nó khá là dị, nhưng mà thực sự là rất là thân thiện với cả môi trường. Đây là cái túi này là 100% mà tự phân hủy. Còn phân hủy sau bao nhiêu ngày thì chắc là mình sẽ không đề cập đến. Bây giờ thì mình sẽ mở ra bên trong nhá. Bên trong này sẽ là một cái túi zip để các bạn có thể mở lên. Các bạn dính vào phát là dính chặt lại luôn, không thể nào mà bỏ được. Mình sẽ phải xé ra. Oh my god, nhưng mà bên trong này lại là một cái túi zip kiểu ni lông. Nhưng mà không sao, thực sự là bảo vệ được ít nào thì hay ít đó.
Còn cái phần bên trong này thì mình nghĩ là mình có thể tái sử dụng được, đựng đồ như kiểu là đựng đồ để đi du lịch, những cái đồ bẩn hoặc là những cái đồ đó nào khác để đựng để đi du lịch. Đây chúng ta sẽ có một cái chữ Toby Twist Square ở đây. Bên này có ghi là Craft in Vietnam. Về cái đóng gói này thì được làm bằng ni lông thôi, nhưng mà mình nghĩ là ni lông này cũng có thể là ni lông tự phân hủy. Mình sẽ mở nó ra. Mình đang thấy ở trong này có một cái tờ giấy, mình không biết cái tờ giấy là cái gì nhỉ? À, hóa ra đây là một cái tờ giấy thấm nước hoa mà mình thấy là có khá nhiều những cái sản phẩm để cái tờ giấy này. Hóa ra đây là một cái tờ giấy thấm nước hoa và sao? Cái mùi nó cũng khá là thơm. Đây là một chiếc áo hoodie. Hoodie oversize màu cam. Đây là một màu neon, một cái màu cam rất là chói lọi. Cái chất liệu vải ở đây mình thấy ở đây là bằng chất liệu vải nỉ da cá thì phải. Thờ nó khá là mịn và chắc chắn là cái chất liệu vải này nó không hề bị sổ lông đâu. Về cái form áo này thì mình thấy ở đây là một cái form áo oversize. Cho nên là chúng ta sẽ có cái phần vai nó dài hơn bình thường và cái phần tay nó cũng sẽ rộng hơn bình thường nữa. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái in một cái hiệu ứng gọi là Toby nhưng mà in nổi. Ở đây là một cái hiệu ứng cũng khá là hay, nó sẽ làm mờ thôi, nó không quá là rõ ràng khi mà các bạn mặc cái chiếc áo này. Để mình mặc thử xem là cái form áo nó như thế nào. Không có quá là nhiều những cái điều mà mình có thể nói bởi vì là nó chỉ đơn thuần là một chiếc áo hoodie basic thôi. Một cái điều mà mình khá là thích ở trên chiếc áo này đó chính là những cái phần bo gấu này của họ lấy luôn bằng cái vải này nó bo vào chứ không phải là lấy một cái vải bo khác mà bo vào, bởi vì là lấy như những cái vải chun ấy thì cái phần gấu này của mọi người đây, những cái phần gấu như này nó sẽ không được gọi là ôm, nó sẽ không được rũ như này mà nó sẽ bị ôm vào như này, và khi mà các bạn mặc áo lên ấy thì nó sẽ bị kéo lên như này, nó không được đẹp cho lắm. Nhưng mà áo này mặc cũng khá là ok. Nhưng mặc cái áo hoodie này lên thì mình thấy là khá là giống củ cà rốt. Cái màu này khá là đẹp. Màu này cũng là một cái màu mà mình chưa có trong tuổi đồ của mình. Và các bạn có muốn củ cà rốt này mặc chiếc áo này để review cho mọi người không? À, mình sẽ mặc thêm cả chiếc áo Varsity Jacket này nữa. Nó sẽ giảm bớt cái độ cà rốt đi một chút. Ok, mình sẽ mix luôn. Nhiều cái tag sản phẩm quá, mà tag sản phẩm nó dày cho nên là nó cứ bị cộm lên. Bộ outfit này mặc từ đầu đến cuối nhá. Được, các bạn thấy được không? Đó, mặc sau này. Nice. Cái sản phẩm tiếp theo mà mình muốn unboxing cho mọi người. Đây là cái gì đây? Mình cũng không hết, mình sẽ mở ra. Về cái đóng gói thì vẫn như vậy nhá. Ok. Vẫn được làm túi bằng bột sắn. À, đây là một chiếc quần. Nice. Đây là một chiếc quần gọi là quần gì đây? À, đây là một chiếc quần bằng vải nhung. Nó có một cái vải giống ở trên cái áo kia, là một cái vải nhung tăm, mặc khá là có thể sẽ khá là đẹp đấy. Size L. Về cái cảm nhận đầu tiên của mình về cái quần này là nó khá là nhẹ. Để mà tìm được một cái quần nhẹ thì rất là ít, mà những cái quần nhẹ đa phần là thường sẽ không đẹp hoặc là nó sẽ giống như một chiếc quần ngủ. Nhưng mà cái quần này thì mình thấy là cái form áo, form quần của nó trông rất là đẹp. Ở đây chúng ta sẽ có một cái cạp bằng chun. Cạp bằng chun ở đây và có cả những cái đĩa để các bạn có thể thắt thắt lưng, nhưng mà các bạn mặc nó hơi bị rộng. Ở mặt sau chúng ta sẽ có một cái chữ, dòng chữ là whatever. Ok, sao cũng được. Màu xám và ở ngay cái phần mông của mọi người thôi. Nhưng mà quần này thì mình thấy là nó không phải là quần cargo pant mà nó chỉ là một cái quần corduroy bình thường thôi. Nó chỉ làm gọi là thiết kế nó khác đi một chút. Ở hai bên này sẽ có hai cái chiếc túi dạng dạng như những chiếc quần cargo pant. Và ở cái phần gấu quần của nó thì chúng ta sẽ có một cái tag để dán như này. Đó, để tạo lên được những cái phần stacking. Mình nghĩ là cái giá này cũng chỉ dùng để trang trí thôi, bởi vì là nó không có tác dụng là làm rộng hay là làm chật ống lại, nó chỉ làm để trang trí đơn giản như này thôi. Oh my god, quần này mình mặc đúng hợp luôn, để mình bắt ghế cho mọi người xem. Các bạn thấy ok không? Mình thấy khá là chim mừng vì sao xa ra nhá. Các bạn thấy ok với quần này không? Mình thấy là cái quần này mặc khá là ok. Để đi với cả một số đôi Jordan ở đây thì mình thấy là nó cũng khá là hợp, hợp với đa số những cái đôi Jordan. Về cái quần này nó có một cái form là form rộng, cho nên là các bạn khi mà các bạn mặc ấy thì các bạn sẽ cảm thấy nó rất là thoải mái. Về cái quần này thì có một cái thiết kế, cái phần đũng của nó ấy, nó sẽ hơi thấp, nó sẽ hơi ngắn. Không biết là do mình mặc
Không biết là do cái quần này ngắn hay do mình mặc những cái quần đũng dài nó quen thôi. Vì là mình thường hay mặc những cái quần cargo pants cũng như là những cái quần harem short, cho nên là cái đũng nó dài tận đến đầu, gần như đến đầu gối cơ. Còn cái quần này thì mặc cái quần đũng quần của nó ấy, nó giống như là một chiếc quần jean bình thường thôi, cho nên là mặc nó sẽ làm cho các bạn cảm thấy khá là cao. Đây là một chiếc backpack hoặc là một cái gì đó, nhưng mình nghĩ khả năng cao nó là một cái cặp đấy, để mình bóc nó ra nhá. Mình có thể là nhà tiên tri. Đây là một cái backpack. Oh my god, hóa ra là được hẳn hai túi cơ. Một cái túi ở ngoài để đựng cặp cho đỡ hỏng. Oh my god, một cái backpack. Oh, một cái mũ và một cái cặp. Để mình mở nó ra luôn nhá. Oh my god, đây là một cái cặp bằng da. Rất là chất lượng. Đây là một cái mũ cap Toby. Để mình bóc ra này mà. Đây là một cái cap, một cái mũ màu kiểu như là rêu rêu nâu nâu. À, hóa ra ấy, hóa ra đây là hiệu, thì là cái chữ Toby. Thì trên này cũng là cái chữ Toby TB, nhưng mà được thiết kế theo kiểu khác nên là mình nhìn không ra. Đây là một cái mũ có một cái thiết kế, nó là một cái form mũ bình thường thôi. Nó là một cái form mũ gọi là cap chứ không phải là một cái form mũ snapback. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo Toby Six Square, bên phải sẽ là những cái như kiểu như là những cái câu chữ bình thường thôi, mặt sau có in chữ là Toby Six Square và một cái tag của Toby nữa ở đây, và một cái tag bên trong nữa. Ở về cái cap này thì chúng ta sẽ có một cái dính như này để các bạn có thể điều chỉnh độ to ngắn của đầu của mọi người. Mình thì đang vuốt tóc mà, cho nên là mình sẽ không thể nào đội cái mũ này được. Các bạn muốn xem mình đội cái mũ này thì có thể follow ngay Instagram nhá. Và tạm thời thì sẽ treo cái mũ này ở bên này. Ở đấy. Quay trở lại với chiếc cặp. Đây là một chiếc backpack, một chiếc cặp bằng da. Phải nói là cái cảm nhận đầu tiên của mình nhìn ý là nó rất là đẹp. Về cái form cặp này mình thấy là nó cũng khá là to đấy. Nó có thể đựng được một cái MacBook 15 inch ở đây. Sorry mọi người là chiếc MacBook 15 inch của mình lại cho mượn mất rồi. Hay là mình đã có tạm cái túi chống sốc ở đây để vừa một cái MacBook 15 inch luôn nhá. Để vừa một chiếc MacBook 15 inch, may quá. Lại có ba lô để đựng MacBook rồi, bởi vì là trước giờ mình không dùng ba lô để dùng. Hạ cái nút mở này của nó nhá, thiết kế cũng khá là dị, các bạn có thể thấy ở đây không? Mở và nó lên theo kiểu hình tam giác như này. Bên trong sẽ là một cái bên trong mà. Đúng rồi, mình nghĩ này để vừa sách vở cũng như là một chiếc MacBook luôn đó. Một cái tag tất chi là cu tay ở đây, in chữ Toby, dưới là một cái dòng chữ gọi là original. Một cái line, chắc có thể đây là một cái line sản phẩm mới mà Toby đang phát triển nó. Ở mặt trước nó sẽ có một cái phần nhỏ như này nữa để đựng những cái sản phẩm cần thiết của mọi người, như kiểu như là ổ cứng này, các thứ này kia này, khá là rộng. Đây cũng có một ngăn nữa, rất chi là nhiều ngăn, ba lô mà nhiều ngăn thì đồng nghĩa việc là sẽ đựng rất là nhiều đồ. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo, khắc logo nội team của Toby. Và cái mặt bên hông này của cái chiếc cặp này có in một cái logo team rất là đẹp. Mình thấy rất là đẹp ở đây, không biết các bạn như nào, mình thấy rất là đẹp. Mình nghĩ là cái này đựng được đồ vừa một chiếc điện thoại. Đây, mình sẽ đựng thử chiếc điện thoại của mình. Ồ, vừa khít cái điện thoại luôn. Nice. Phần vai này được lót bằng xốp nữa, cũng như là những cái phần lót này để các bạn khi mà các bạn đeo vào ấy, nó sẽ không bị ẩm mốc của cái phần đó, vì cái phần đó là những cái phần mà tiếp xúc với cơ thể của mọi người nhiều nhất, cũng như là những cái phần mà để ra mồ hôi. Các bạn sẽ đeo như này là ok. Đeo cặp này thì lại nhớ đến lúc đi học, bao nhiêu năm nay không phải đeo ba lô đi học rồi. Và mình sẽ treo cái cặp này ở đây cho tới ngày mai hoặc ngày mốt để cho nó định hình lại được cái form cặp của nó. Để nguyên đó. Đây. Và cái video cuối cùng của cái và cái sản phẩm cuối cùng ở trên, và cái sản phẩm cuối cùng ở cái video này là một cái chiếc hộp nhỏ nhỏ. Mình không biết bên trong này là cái gì, thì mình bóc nó ra xem nào. Mình thấy là cái sắc màu color của cái hộp này đã khá là bắt mắt rồi đấy. Nó một cái sắc màu kiểu bảy sắc cầu vồng, mặt trước có in chữ Toby được phản gương sáng. Mình sẽ bóc nó ra nhá. Hóa ra bên trong này là một chiếc áo t-shirt vẫn có sticker của Toby. Oh my god, đây là một chiếc áo t-shirt với cái họa tiết là racing.
Mình nghĩ là Toby đang trong một cái line up, một cái line sản phẩm là racing, cho nên là ở những cái sản phẩm của họ đa số sẽ ra những cái sản phẩm là racing. Ở mặt trước chúng ta sẽ có một cái chữ là Toby Racing Formula One, một cái xe đua F1 đang đua xe, và tag thì vẫn như vậy thôi. Thực sự là tag rất là nhiều cho nên là các bạn yên tâm, thực sự là unboxing thoải mái, nice, rất là đẹp. Tổng kết lại thì ngày hôm nay mình đã unboxing cho mọi người cũng khá những cái sản phẩm của Toby Swiftwear rồi. Và các bạn đừng quên bấm vào Instagram của mình để chơi giveaway. Và nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ là đừng quên để lại cho mình một like, một share, cũng như là một subscribe bên phía dưới. Và đừng quên follow Instagram của mình để xem mình mặc những cái bộ outfit này như thế nào. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau. Peace!